Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng sớm nay, mưa dông đã xảy ra ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục bộ nhiều điểm đã có mưa rất to, lượng mưa vượt trên 90mm như tại Na Sơn, Điện Biên 103mm, Quảng Ngân, Hà Giang, Cao Tân, Bắc Cạn, Đa Cai của Bình Thuận hay là thị trấn Cát Tiên của Lâm Đồng, Đắc Lua của Đồng Nai. Một trong những tâm mưa lớn ở phía Nam trong chiều qua là tỉnh Bình Dương. Trận mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đã khiến cho hàng loạt đường ở thành phố Bến Cát ngập sâu. Một số đoạn trên quốc lộ 13 ngập gần 1 mét. Nhiều phương tiện bị chết máy, nước ngập tới kính ô tô, có xe còn bị cuốn trôi do nước chảy xiết, giao thông ùn tắc kéo dài. Dự báo trong chiều tối và đêm nay 27 tháng 8, mưa dông vẫn sẽ tiếp diễn nhiều nơi. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng cần phải đề phòng có nơi mưa rất to trên 80mm. Nguy cơ về ngập úng sạt lở có thể lại tái diễn, quý vị cần lưu ý. Một khu vực khác cũng cần lưu ý đó là Trung Bộ. Hôm nay, suốt từ Nghệ An trở vào đến Ninh Thuận, tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất duy trì từ 35 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Trời vừa nóng lại vừa khô do độ ẩm giảm thấp, nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn ở mức cao. Trở lại với thời tiết trưa chiều nay tại các thành phố lớn, thủ đô Hà Nội trưa nay trời nắng, có lúc nắng mạnh với mức nhiệt cao trong khoảng là 34 độ. Về chiều tối cần phải đề phòng với mưa dông nhiệt đi kèm với sấm chớp và cả gió giật mạnh. Ở miền Trung, thành phố biển Đà Nẵng hôm nay cũng là ngày nắng nóng với mức nhiệt trưa nay cũng chạm mức 36-37 độ. Trời nắng gắt, chỉ số tia cực tím UV ở mức cao là mức 9. Thời gian nóng nhất là từ 11 giờ đến 15 giờ chiều. Quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời gian này. Ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh trưa nay trời cũng nắng, mức nhiệt cao nhất khoảng 34 độ. Nhưng từ sau 15 giờ, mưa dông xảy ra rải rác, cục bộ có điểm mưa lớn, đề phòng xuất hiện dông sét và gió giật trong cơn mưa. Theo là bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại!